Cái gì đấy? Úi dồi, mọi người ơi. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Đây có bàn thờ này. Bàn thờ ông Địa này. Sao tao vứt ở đây quá. Bàn thờ ông Thổ Địa này. Chào tất cả các bạn nhá. Ngày hôm nay mình sẽ cùng với tất cả các bạn này khám phá một cái ngôi nhà hoang rất là kinh dị. Đấy các bạn, hiện tại bây giờ mình đang đứng ở trong này. Là cái ngôi nhà hoang rất là rợn người anh em ơi. Đây là cái ngôi nhà rất là rợn người luôn. Bên trong này có rất là nhiều các cái thứ vớ vẩn trong cái ngôi nhà này. Hiện tại bây giờ mình đang ngồi ở bên trong cái ngôi nhà này. Rồi, đây là một ngôi nhà khá là kinh dị. Hôm nay mình đi khám phá được cũng chỉ có một mình thôi. Mình cũng rất là sợ hãi luôn tất cả các bạn ạ. Thì đây ngôi nhà thì gần một cái bờ đường. Thì người dân ở đây cứ nói rằng là đây là ngôi nhà đã từng có người treo cổ và chết ở trong cái ngôi nhà này, rất là sợ luôn. Ngày hôm nay thì mình sẽ vào khám phá, mặc dù ngôi nhà này ở gần một cái mặt đường quốc lộ mà có thể là buôn bán rất là thuận lợi luôn, nhưng mà tại sao người ta lại không ở như vậy? Bởi vì ở đây người ta bảo rằng là nằm trên một cái ngôi mộ, thì cái ngôi nhà này khá là bí ẩn luôn. Đây này mọi người biết này, thì ở đây là gần một cái bờ đường rất là ồn luôn, nhưng mà vào trong này rồi mình thấy một cái cảm giác rất là lạ và rất là sợ luôn anh em ơi. Bây giờ mình sẽ bước vào bên trong ngôi nhà để khám phá coi bên trong nó có gì hay không. Các bạn ơi, ở đây là mình nghĩ nó là một cái gì sao lại ngôi nhà này thiết kế rất là đặc biệt luôn này. Mọi người có nhìn thấy không? Thiết kế rất là đặc biệt luôn này. Tại sao ở đây lại có một cái vại chum ở đây? Hay là người ta muốn đặt một cái bàn thờ hay cái gì ở đây ở vị trí này? Dân làng ở đây nói rằng là ở khu vực nằm ở dưới cái ngôi nhà này thì có một cái ngôi mộ nằm ở trong cái ngôi nhà này, và trong ngôi nhà này có một cái người treo cổ trong cái căn buồng này, và không biết là mình chỉ vào bên trong thôi xem thế nào. Mình đang chuẩn bị tiến vào bên trong các bạn này, rất là lạnh người luôn. Trên đầu mình có bàn thờ. Ui dồi, không hiểu sao rất lạnh người. Ui dồi, mọi người ơi, ở đây có một cái bàn thờ này, có một cái bàn thờ, nhưng mà không thấy bát hương ở trên. Đây có một cái dây. Ở đây mình nghĩ rằng là một cái gian buồng ở bên trong. Đây có gì đây? Mọi người ơi, đây này, ở đây có một cái hòn đá này, hòn đá. Chắc ở đây có một cái gì đấy người ta lập một cái bàn thờ. Các bạn nhìn thấy không? Đây là đầu, những cái đầu con cái thân hình này là đầu rồng này các bạn này, đúng rồi. Đây, đúng đầu rồng các bạn này, các bạn thấy chưa? Đúng đầu rồng luôn. Đây này, đây có những cái, đây có một cái bát này. À, có một cái lọ để đựng hoa này. Các bạn này, đây rất lạ luôn. Đây cũng có đầu rồng này. Rõ ràng ở đây là người ta thờ. Ở dưới đây có một cái ngôi mộ rất là đặc biệt luôn, rất là gai người. Khu vực này, bên trong này chắc có lẽ đây là một cái khu vực nhà tắm này. Rất là sợ người luôn anh em ơi. Mặc dù hôm nay vẫn là ban ngày đấy, nhưng mà vẫn cứ rợn người. Tại sao ở đây lại có một cái đoạn tròn đây nhỉ? Sao cái đoạn tròn đây? Rất là lạ. Các bạn ạ, không hiểu sao mình có một cái cảm giác rất là lạ trong cái ngôi nhà này. Mặc dù mình đang đứng ở đây là một cái không gian ở phòng bộ, chưa đi khám phá hết cái ngôi nhà, mình đứng đây mà không cảm giác rất là rợn to cái rồi đây này. Đây là cảm giác thật sự luôn. Hay là ở đây là cái chung, tức là trong ngôi nhà này có người tức tối trong một gia đình ấy, thì tự nhiên treo cổ rồi chết trong ngôi nhà này. Và bây giờ gia đình này đã chuyển đến một cái vị trí khác rồi các bạn ạ, khá là lâu rồi. Rất là sợ, và đây có rất là nhiều các cái hình đầu con rồng được vứt ở đây. Mọi người nhìn thấy này, rất là nhiều rong rêu ở trong cái ngôi nhà này, mảng nhện này, răng hết cả rồi đấy, mảng nhện răng hết rồi. Mọi người nhìn thấy không? Bây giờ mình sẽ bước ra cái vị trí bên ngoài này. Ra bên ngoài này có một cảm giác rất là lạnh luôn, lạnh nát người, rất là lạnh luôn các bạn này. Trên này này, trên này có một cái móc này, móc chiều trên nhà này này, đấy cái móc này, này. Có lẽ đây là cái chỗ mà xảy ra cái vụ trong gia đình tự tử trong cái móc này. Anh ơi, thôi như nói ra mình cảm giác rất là rợn người các bạn này. Bắt đầu đứng trong cái ngôi nhà rất là rợn người luôn. Bây giờ mình sẽ bước sang cái căn nhà này, xem bên trong này mình có tìm gì không. Nhưng cái đường kia thì mình thấy rằng nó rất là nhiều cái bức hình con rồng. Các bạn này, bây giờ mình sẽ bước vào cái gian này. Tại sao ở đây có rất là... Đây mình nghĩ rằng là cái gian người ta nấu nướng này hay sao các bạn. Cái tấm bảng rất là lạ luôn nhá. Đây có gì không? Không tìm thấy gì cả. Ui trời ơi, các bạn này, đây có xác con rắn này. Rắn này kinh không? Rắn này rất là độc này anh em này. Rắn xanh nhá, rất độc luôn này, mọi người thấy không? Rất là sợ luôn, rất là rợn người trong cái ngôi nhà này. Bên trong này hầu như mọi thứ đều là rất là cổ và đã bị phá hủy gần hết. Đây là một cái góc gian nhà, cây rêu mọc, các bạn thấy không? Mọc tua tủa. Này là có cái gì không? Chuột nó ăn ốc này. Ốc này. Ui dồi, cái gì đây? Trong này có dây. Ui dồi, ốc này, trong này có cái gì này? Trời ơi, mọi người ơi. Mình đang quay quay ở đây thì thấy có mấy con ốc. Mấy con ốc lồi đấy, con ốc nhồi các bạn. Mình tưởng đâu là chuột con công này mà đạn cơ. Nhưng mà mình đây này, mình cảm thấy mình lại nhìn thấy bên trong này nó có một cái, sau con ốc lại có một cái dây. Hay là người ta chết ỉm cái gì các bạn ơi, trong ngôi nhà này. Nói đến chết ỉm thì mình lại nhớ rằng là ngày xưa như là các ông cụ người ta cũng hay chết ỉm. Nhà mà có ma có tà các bạn, người ta chết ỉm ở như bằng cái con ốc này này, ở như các cái góc nhà đó các bạn. Đây, bây giờ mình cho các bạn xem chưa. Đây các bạn này, đây có không biết có nhiều ốc không. Đây có 3 con ốc này, 3 con này đều có dây cá anh em này. Mình đến đây nhá, mình đến đây có xem mình tìm cái vị trí khác của cô không. Ngôi nhà này rất là rợn người luôn anh em này. Có gì đây? Ui cái gì đây? Ui dồi, mọi người ơi. Ui dồi, ui dồi. Đây có bàn thờ này, bàn thờ ông Địa này. Sao ta vứt ở đây quá? Bàn thờ ông Thố Địa đây. Mọi người nhìn này, mọi người thấy không? Người ta đang đi để nó phá hủy gần hết này. Mọi người nhìn thấy này, rất là sợ đây không vậy? Ngôi nhà này rất là huyền bí luôn. Bàn thờ này cũng gần hết rồi anh em này. Đây góc nhà thứ nhất là đặt ông Địa, chắc không có. Mình sang góc nhà bên này coi. Đây có một cái cửa sổ này. Ui ui, mọi người ơi, ở đây là tiếp tục lại có những con ốc nữa này. Các bạn nhìn thấy này, tiếp tục có con ốc nữa này. Ui này có dây này, có dây thật này, ốc cũ mà có dây này anh em này. Ui đây rất nhiều ốc này, đây mọi người thấy không, dây này đó. Để mình tin mình đây ở đây có mấy con. Ui rồi mọi người nhìn thấy này, sợ này, ốc này, bên trong này có dây cá này, đây lạ luôn. Chắc chắn bên trong này vẫn còn. Ở đây lại có một cái cái bản thổ địa này. Mọi người thấy sợ không? Thì mình tìm xung quanh đây có những góc tường vẫn có những con ốc, tức là rất nhiều luôn. Trong một cái cửa sổ kìa thấy 4-5 con, ở kia thấy 3 con. Ở đường kia mình cố tìm nữa, ở dưới đây vẫn có rất là nhiều con ốc, người ta cũng có 3 con một. Và bên trong này con ốc, mỗi con ốc này các bạn này đều có, bên trong có những cái dây, sợi chỉ và có những cái kim bên trong các bạn ạ. Ở gần đây thì có một cái bàn thờ ông Địa, người ta để bị rơi vãi ra đây các bạn này, có bàn thờ ông Địa bị rơi vãi ra ngoài này. Đó, rất là chắc là người ta bỏ rồi, rất là sợ đây anh em, rất là sợ luôn đây, rất là sợ luôn, cảm giác rất là giận luôn. Đây các bạn, bây giờ mình thử mở cái con ốc này lên xem bên trong nó có gì hay không. Bên này nó rất là ồn luôn. Mình sẽ mang mấy con ốc này lại chỗ cái vị trí khác. Đấy các bạn này, có rất là nhiều ốc ở khu vực này. Này, con này rất là cũ rồi, nó ngậm đất này. Mình cứ mở bên trong coi xem có gì rồi nhá. Các bạn này, nhìn thấy không? Các bạn nhìn đây, bên trong có dây này, rất là nhiều sợi dây trong này. Mình nghĩ rằng là thôi, chắc bên trong này nó có rất là nhiều sợi dây chỉ vàng. Có lẽ là người ta đây này, đây các bạn xem này. Đây, rất là bẩn thỉu luôn. Này, xanh đỏ tím vàng đều có hết các bạn ơi. Ốc này. Mà xung quanh tất cả góc nhà này đều có ốc cả các bạn ạ, rất là nhiều luôn. Ở kia có một cái bàn thờ rồi. Ngôi nhà này khá là kinh dị. Có lẽ là bởi vì cái lý do đấy cho nên là người ta muốn dùng con ốc này để người ta trấn yểm các bạn ạ, để trấn các cái ma tà. Và đặc biệt ở dưới cái khu nhà này là có một cái ngôi mộ mà các bạn, mà cái ngôi mộ nằm ở dưới cái ngôi nhà này. Người ta đi xem bói, người ta nói như vậy và dân làng kể lại như vậy, và mình quyết định vào khám phá cái ngôi nhà này. Ok các bạn ạ, thì ngày hôm nay thì mình vào khám phá cái ngôi nhà này, mình thấy nó rất là kỳ lạ. Mặc dù là ở đây nó rất là ồn nhưng mà mình cảm giác rất là sợ luôn anh em ơi. Thì phát hiện ở đây có những con ốc chết yểm trong cái ngôi nhà hoang này. Có lẽ là người ta muốn dùng con ốc để người ta trấn yểm ngôi nhà, vì ngôi nhà này được xây ở dưới một cái ngôi mộ mà rất là đặc biệt luôn. Có lẽ là mình nghĩ là vậy. Các bạn ạ, thì hôm nay video của mình lại kết thúc tại đây rồi. Các bạn đừng quên đăng ký like và đăng ký ủng hộ cho mình nhé. Xin chào tất cả các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào các bạn.